Anh ơi, mau đi anh ơi, tàu sắp chạy rồi kìa. Đàn ông con trai cái gì đâu mà lề mề muốn chết. Trời đất ơi, chờ chút coi, đi cái gì mà nhanh dữ vậy? Nôn cũng nôn vừa vừa thôi nha. Trời đất ơi, về quê thôi mà. Sao nôn được, em muốn về quê mà. Chắc không? Chắc. Anh ơi đâu thành ở đây em sống không quên. Đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn. Về quê mình cưới nhau luôn, về quê mình sống vui hơn. Về quê mình có nhau luôn, chẳng bao giờ buồn. Không ai thương mình bằng tim hai đứa đâu anh. Không ai cho bằng tình yêu em có cho anh. Về đây mình sống như tiên, một con đường trắng chim muyên, một căn nhà bé xinh xinh, một khu vườn tình. Em là dâu ngày cưới, còn anh là chú rể mới. Em đi theo anh, em đi theo anh, em theo anh về. Em là mây mười hướng, còn anh là trăng là bướm. Anh đi nơi đâu là em ở đó. Nơi nào yên mình tới và nơi nào thơ mộng nhất. Em đưa anh đi, anh đưa em đi, anh đưa em về. Chim còn bay về núi thì ta tìm nơi hạnh phúc. Em đi theo anh, em theo anh về làm dâu nhà anh. Em theo anh về cùng đi trên khắp quê hương, xem quê ta nằm mộng mơ trong nắng trong sương. Về đây để thấy quê hương mình đang rộng lớn thênh thang, dọc ngang một cõi mênh mang cùng trên mọi làng. Thương cho con tàu cùng chung như kiếp sân ga. Sinh ra trong đời làm thân đưa khách đi xa. Tàu đi tàu bó sân ga, tàu đi tàu vẫn đi xa. Tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà. Anh, em muốn về quê thiệt á. Suy nghĩ cho kỹ đi nha. Suy nghĩ kỹ chưa? Về quê là không có cái gì chơi đâu. Chỉ có vịt, có gà, có ruộng thôi đó. Ha. Sao? Về quê vui mà. À đúng rồi, có một thứ để em vui. Em biết cái gì không? Cái gì? Là anh nè. Quỷ à? Chắc chưa? Anh ơi đô thành ở đây em sống không quên. Đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn. Về quê mình cưới nhau luôn, về quê mình sống vui hơn. Về quê mình có nhau luôn, chẳng bao giờ buồn. Mình bằng tim hai đứa đâu anh. Không ai cho bằng tình yêu em có cho anh. Về đây mình sống như tiên, một con đường trắng chim muyên, một căn nhà bé xinh xinh, một khu vườn tình. Em là dâu ngày cưới, còn anh là chú rể mới. Anh đi theo em đi theo anh, em theo anh về. Em là mây mười hướng, còn anh là trăng là bướm. Anh đi nơi đâu là em ở đó. Nơi nào yên mình tới và nơi nào thơ mộng nhất. Anh đưa em đi, anh đưa em đi, anh đưa em về. Chim còn bay về núi thì ta tìm nơi hạnh phúc. Em đi theo anh, em theo anh về làm dâu nhà anh. Em theo anh về cùng đi trên khắp quê hương, xem quê ta nằm mộng mơ trong nắng trong sương. Về đây để thấy quê hương mình đang rộng lớn thênh thang, dọc ngang một cõi mênh mang cùng trên mọi làng. Tàu cùng chung như kiếp sân ga. Sinh ra trong đời làm thân đưa khách đi xa. Tàu đi tàu bó sân ga, tàu đi tàu vẫn đi xa. Tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà. Tàu đi tàu bó sân ga, tàu đi tàu vẫn đi xa. Tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà. Tàu đi tàu bó sân ga, tàu đi tàu vẫn đi xa. Tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà. Em về quê đó. Vậy là quyết định về quê phải không? Dạ. Đây anh trở về thăm em, bao lần ngồi thâu đêm nghe mùa xuân vừa đến.
Em ơi hoa thắm rơi ngập đường, trời nắng sẽ vương vương. Lòng nhớ tới em luôn khi chiều tàn chim gọi đàn. Anh ơi đôi lúc nghe lòng buồn trên sườn đồi thóng xanh, sương phủ đầy vai anh, căn tàn trăng mưa anh. Lòng lạnh sao sát rơi đầy trời, dòng cát trắng bao la. Chờ sáng đến chim ca cho đường dài cũng không xa. Người yêu ơi biết chăng anh về, người yêu ơi nhớ chăng lời thề. Em say sưa nhịp bước trên hè, anh nâng niu nụ hoa vừa hé. Đôi môi xinh người em nhỏ bé mộng mơ. Mùa xuân ơi biết tôi yêu đời, mùa xuân ơi nói sao nên lời. Em ơi em dù nhớ vời đầy, bao lâu nay đợi nhau là mấy. Anh đâu ngờ bến bờ hạnh phúc là đây. Nằm nghe sóng vô từng lớp tràn theo từng làn gió đưa, một vầng trăng sáng như tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Biển rộng đất trời chỉ có ta, thì sông ngân hà mình cũng qua. Biển không biến giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao đêm. Trăng nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi. Mây xanh xanh lớn vì đắm say tình mới. Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ, mắt em u sầu là cả một trời thơ. Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước, mong sao tương lai đường trắng ta cùng bước. Siết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân, lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian. Đời yêu như ngày đầu đôi ta chung lối. Gò mây trời anh may áo mới, tô nắng hồng cho má em tươi. Ngắm sao trời anh nhớ em thôi. Em hứa yêu anh trọn một đời, dẫu cách xa nghìn đêm sương giăng trắng. Như chim trời anh đi xa vắng, em có thành sao sáng yêu thương. Xin lá rừng khép nếp vai anh. Anh hứa yêu em suốt một đời, anh hứa yêu em suốt cả đời. Như trăng vàng yêu đêm trần gian, trong như đôi tình cầu đang người sáng giữa cánh hồng. Đời em sẽ đẹp vì có anh, ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm. Biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ái ân. Không còn những chiều bâng khuâng. Ta chúc cho mẹ già vui vườn cả thêm hoa, vui ruộng đồng bao la, tóc bạc phơ đẹp quá. Xin yêu thương đến với hận sâu để tiếng hát hôm nay. Người chiến sĩ mơ say bên đàn trẻ bé thơ ngây. Biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ái ân. Không còn những chiều bâng khuâng. Xin yêu thương đến với hận sâu để tiếng hát hôm nay.
người chiến sĩ mưa xanh bên đàn trẻ bên người, biển xanh cát trắng sóng hòa nhịp ái ân, không còn những chiều chung một đường kẹt trước người sau. Chàng lặng đi theo nàng, hát vu vơ mấy câu nhạc tình. Nàng làm như vô tình, gái đoan trinh dễ đâu mà làm quen. Lối đi qua nhà em, nghe nồng nàn mùi dã lý thật thơm. Khi đêm sang đom đóm đóng đưa, giờ nàng đã ngủ chưa? Đi lang thang khuya lắc khuya lơ, đèn nhà ai tắt sớm. Gom suy tư thao thức đêm mơ, chàng bèn viết một lá thư. Hai hôm sau mới dám đưa thư, nàng nhận những làm ngơ. Nhớ khi xưa còn thơ, tuy thường thầm gặp nhau cứ lặng câm. Chuyện tình yêu ban đầu, mấy ai may mắn chung nhịp cầu. Nàng đội hoa theo chồng, nước mắt tôi rớt bên bờ sông. Đã không như là mơ, nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ. Một đường kẹt trước người sau, chàng lặng đi theo nàng, hát vu vơ mấy cái câu nhạc tình. Nàng làm như vô tình, gái đoan trinh dễ đâu mà làm quen. Lối đi qua nhà em, nghe nồng nàn mùi dã lý thật thơm. Khi đêm sang đom đóm đóng đưa, giờ nàng đã ngủ chưa? Đi lang thang khuya lắc khuya lơ, đèn nhà ai tắt sớm. Gom suy tư thao thức đêm mơ, chàng bèn viết một lá thư. Hai hôm sau mới dám đưa thư, nàng nhận nhưng làm ngơ. Nhớ khi xưa còn thơ, tuy thường thầm gặp nhau cứ lặng câm. Chuyện tình yêu ban đầu, mấy ai may mắn chung nhịp cầu. Nàng đội hoa theo chồng, nước mắt tôi rớt bên bờ sông. Đã không như là mơ, nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ. Đã không như là mơ, nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ. Gặp xin cứ làm ngơ. Đã không như là mơ, nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ. Whoa, oh, oh.
Từ lúc xa em trời bỗng im lìm, mây trôi lang thang gió không về để yên làn tóc rối. Từ lúc xa em nhà vắng không đèn, đèn như con tim quá mỏi mòn thèm nói câu tình duyên. Ngày ấy không xa tình vẫn thiết tha, đôi ta tung tăng như chim rừng vang tiếng ca trên đồi. Rời tháng năm qua tình cũng phôi pha, cho anh chơi vơi giữa khung sầu bạn nhớ thương thật lâu. Hôm nào khi tình nồng lên cao, em bảo mình yêu nhau đến khi sông núi mòn. Yêu em anh đặt trọn tin yêu đi vào vùng tương lai, mặc cho đời ngang trái. Hôm nay núi vẫn còn chưa chớ, sông vẫn màu xanh lơ, cớ sao người hững hờ. Em ơi tuổi mộng được bao lâu, bóng chiều kề bên nhau sao chút thêm đớn đau. Chiều xuống kinh đô phủ bóng sao đường, sao con bơ vơ mãi nơi đây bên tiếng chuông nhiệm màu. Lạy Chúa con yêu, đời xót xa nhiều, bao năm qua con mãi đi tìm tình vẫn chưa được yêu. Lạy Chúa con yêu, đời xót xa nhiều, bao năm qua con mãi đi tìm tình vẫn chưa được yêu. Lạy Chúa con yêu, đời xót xa nhiều, bao năm qua con mãi đi tìm tình vẫn chưa được yêu. Lạy Chúa con yêu, đời xót xa nhiều, bao năm qua con mãi đi tìm tình vẫn chưa được yêu. Một mãi qua cơn mê, xa cuộc đời bên bông, anh lại về bên em. Ngày gió mưa không còn nên đường dài thật dài, ta mặc tình dòng trời. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, vui một thuở lênh đênh. Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà. Tình người sau cơn mê vẫn xanh, dù bao tháng năm đau thương dập vùi. Trường quen vắng ta nay ta lại về, cùng theo lũ em học hành như xưa. Rồi nơi qua cơn mê, sông cạn lại thành dòng, xuôi về ngọn quê hương. Ngày đó tay em dài vuốt cuộc tình thật đầy mơ, toàn chuyện trên mây. Còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương, mang về mầm xanh tươi.
Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, chiều nào buồn bằng chiều này, mình xa nhau đã mấy trăm ngày. Tôi tưởng về còn trông thấy em, cho chúng mình nói không nên lời. Ngày tôi đi nhiều mưa trên cao, mưa đầu mùa nhẹ trôi chim bao, cho em khóc rung đôi vai gầy. Chưa chiều nào buồn bằng chiều này, tôi về đây thành phố mưa đầy. Mưa đầu mùa để ta nhớ nhau, bao kỷ niệm thơ xưa chợt về. Chiều hôm nay mình tôi bơ vơ, sao chiều nay em không đến đây, đưa tôi về trong gió heo mây. Bao lời hẹn thề ngày xa xưa, theo bọt mưa trôi đi hững hờ. Câu ái ân giờ cũng ơ thờ, cho ân tình tan với hư vô. Bây giờ là đầu mùa mưa rơi, giờ là đầu mùa nhung nhớ. Em ơi chiều nay nhớ tôi không? Chưa chiều nào buồn bằng chiều nay, mình xa nhau đã mấy trăm ngày. Tôi tưởng về còn trông thấy em, cho chúng mình nói không nên lời. Ngày tôi đi nhiều mưa trên cao, mưa đầu mùa nhẹ tựa chim bao, cho em khóc run đôi vai gầy. Chưa chiều nào buồn bằng chiều nay, tôi về đây thành phố mưa đầy. Mưa đầu mùa để ta nhớ nhau, bao kỷ niệm thuở xưa trượt về. Chiều hôm nay mình tôi bơ vơ, sao chiều nay em không đến đây, đưa tôi về trong gió heo mây. Bao lời hẹn thề ngày xa xưa, trôi đi hững hờ. Câu ái ân giờ cũng ơ thờ, cho ân tình tan với hư vô. Bây giờ là đầu mùa mưa rơi, bây giờ là đầu mùa nhung nhớ. Em ơi chiều nay nhớ tôi không? Chưa chiều nào buồn bằng chiều nay, bên nhà ai tiệc cưới vui vậy. Thôi chẳng còn gì trông thấy nhau, bao kỷ niệm thoáng bay xa vời. Kìa cô dâu cười trong pháo hôi, riêng âm thầm mình tôi nhớ thôi. Xe hoa đó đưa em về với ai? Kìa cô dâu cười trong pháo vui, riêng âm thầm mình tôi nhớ thôi. Xe hoa đó
em về với ai. Chưa chiều nào buồn bằng chiều nay, mình xa nhau đã mấy trăm ngày. Tôi tưởng về còn trông thấy em, cho chúng mình nói không nên lời. Ngày tôi đi nhiều mưa trên cao, mưa đầu mùa nhẹ tựa chiếm bao, cho em khóc rung đôi vai gầy. Chưa chiều nào buồn bằng chiều nay, tôi về đây thành phố mưa đầy. Mưa đầu mùa đêm tan nhớ nhau, bao kỷ niệm thuở xưa chợt về. Chiều hôm nay mình tôi bơ vơ, sao chiều nay em không đến đây đưa tôi về trong gió heo mây. Bao lời hẹn thế ngày xa xưa, theo bọn mưa trôi đi hững hờ. Câu ái ân giờ cũng ở thờ, cho ân tình tan với hư vô. Bây giờ là đầu mùa mưa rơi, bây giờ là đầu mùa nhung nhớ. Em ơi chiều nay nhớ tôi không? Chưa chiều nào buồn bằng chiều nay, bên nhà ai tiệc cưới vui vầy. Thôi chẳng còn gì mong thấy nhau, bao kỷ niệm thoáng bay xa vời. Kia cô dâu cười trong pháo vui, riêng âm thầm mình tôi nhớ thôi. Đêm hoa đó theo em về với ai? Kia cô dâu cười trong pháo vui, riêng âm thầm mình tôi nhớ thôi. Đêm hoa đó đưa em về với. Lạnh xuyên qua áo vải, cành dài bụi. Mưa trên phố, có một người vừa xa đi đêm nay. Để bao nhiêu luyến lại lòng. Gặp nhau như lúc mới quen ban đầu, cớ sao em ngập ngừng. Nhà tôi đơn côi mời em ở lại, kể chuyện tha phương chưa lần phải nhớ thương. Mang tâm sự từ thuở, thiếu đôi tay mềm biết nơi đâu mà tìm. Nhiều đêm cô đơn
sơn tựa sóng cửa nhỏ, nhìn ngoài mưa tuôn nghe sao lạnh vào hồn. Mấy năm cách biệt chỉ vui đêm nay, chưa với tâm tình của hai chúng mình. Một lần trong đời em nói thương tôi, tiếng ngọt trên đầu môi. Này bạn đêm nay hỡi, nếu mai đi rồi nhớ mang theo nụ cười. Còn tôi đêm mơ, còn tôi đợi chờ, thì dù xa xôi tôi vẫn là của người. Phải vì đời chưa trọn vòng tay, có phải vì tâm tư giấu kín trong thư còn đây, nên những khi mưa nửa đêm làm sao xuyên giấc mộng chưa đến tìm. Ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai, cành dài nghe bùi ngùi mưa lên phố nhỏ. Có một người vừa xa đi đêm nay, để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi. Khi chót gửi những hình ảnh của tim vào lòng đêm, những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên. Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm dần, những giọt mưa cuối cùng. Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm dần, những giọt mưa cuối cùng. Đường xưa em đi vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn dâng tái tê. Anh làm thơ vu quy, khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Những mùa trăng vu quy vì mưa gió không về, lối mòn anh bước đi. Có nàng hoen đôi mi ngóng theo đường vắng hoe, hỏi còn ai cố chi. Em ơi nhìn gió lên khơi, lòng cố trông vơi một người xa cuối trời. Nơi đây thao thức cánh dài,
ước huy hoàng được bàn tay chính nàng. Dâng hoang, dâng hết ân tình, tình đến bao giờ? Hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi. Thời gian khó quên gì, đã mòn kia vẫn ghi. Nghĩ một đêm trăng thanh, quán bên đường vắng tênh, chỉ còn em với ai. Em ơi, nhìn gió lên khơi, lòng có trong vời một người xa quê trời. Nơi đây thao thức thanh dài, e ấm đôi lời mình còn nhớ thương hoài. Em ơi, màu áo phong sương, mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng. Dâng hoa, dâng hết ân tình, tình đến bao giờ? Hỏi đường xưa mà nhớ. Bác ơi, con xin bác. Bác ơi, con xin bác. Con xin bác đừng chia cắt tình yêu của chúng con. Con xin bác. Bác, con xin bác. Bác ơi, bác đừng chia cắt tình yêu của chúng con. Xin bác cho con một cơ hội. Con xin bác mà bác ơi. Bác ơi, con xin bác đừng mà bác ơi. Con xin bác mà. Con xin bác mà bác ơi, bác đừng làm vậy mà bác ơi. Đường xưa em đi, thời gian có quên gì, đã mòn kia vẫn ghi. Nhìn một đêm trăng thanh, quán bên đường vắng tênh, chỉ còn em với anh. Nhìn một đêm trăng thanh, quán bên đường vắng tênh, chỉ còn em với anh. Thuở ấy có em, anh yêu cuộc đời đã. Yêu đôi môi hồng niềm nẻ son tươi. Vậy thôi.
tốt lắm, rất là tốt, em hát rất là hay, nhưng mà có điều anh chỉ góp ý nhẹ như vậy thôi. Dạ. Về cái phong cách đẹp lạ hơn là tập vừa rồi, chị rất là thích. Về thứ nhì, giọng hát em cũng rất là hay, lạ với của em luôn, làm cho chị cảm thấy là nó ngạc nhiên này là qua ngạc nhiên kia. Chị rất là chúc mừng em về cái phong cách em biểu diễn, em hát. Còn cái thứ ba, chắc là có thể em mở đầu chương trình em lo quá, em căng thẳng quá, khuôn mặt của em nó không có đi với cái bài hát, và nó không có đi với lại cái người bạn diễn của em. Em chỉ bị một cái đó thôi. Còn cái đạo cụ thì quá dễ thương, quá lãng mạn, nhưng mà khuôn mặt của em nó không có lãng mạn được cái này. Em chỉ một cái đó thôi. Cái này là do mình, tại vì mình chưa kịp xây dựng tình cảm hay sao mà để chị Phi Nhung nhận ra là chưa kết nối tốt mà. Dạ, thì em với chị Tuấn Anh chỉ mới ráp nhau 3 lần thôi. Cái người mà đóng phụ họa đang là vai chị. Ở ngoài đời cũng là bằng chị luôn. Dạ. Thì bằng chị luôn, nhưng mà tại vì nó đã hoàn hảo cho em rồi, nhưng mà cái khuôn mặt của em nó không có đi đôi với cái bài hát. Chị nhìn vào đây là em là người diễn viên, tại sao là em không có ẻo lả, rất là cứng, nó bị căng thẳng lắm. Trời ơi, nó ẻo vậy luôn, nó lả. Không, ẻo lả là đó là cái phong cách. Còn cái khẩu hình và cái khuôn mặt của em á, nó không có đi đôi với cái sự ẻo lả của em. Nghĩa là cái biểu cảm của em đó. Ừ, cái biểu cảm của em. Khi mà mình diễn với một người bạn diễn của mình, không phân biệt tuổi tác. Thí dụ như em diễn với chị có thể đẩy đưa em, chị nghĩ chị sẽ bằng tuổi em thôi. Em sẽ làm rất là đẹp. Nhưng mà giờ chị là giám khảo nên chị không diễn với em được. Hẹn một ngày nào khác chị. Dạ, đó là một phần thiếu sót của em. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của chị Phi Nhung dành cho Huỳnh Gia Đạt rất là nhiều. Và tiếp theo thì anh Mạnh Quỳnh, người mà có lẽ chị Phi Nhung hay đẩy đưa nhất. Khi mà hồi mà chị diễn với anh Mạnh Quỳnh á, anh Mạnh Quỳnh cũng rất là cứng nha. Khi mà hai đứa trước bước lên sân khấu là thiếu điều chưa đánh lộn là may lắm rồi. Nhưng mà khi lên sân khấu là tất cả những cái gì chị là một người nhỏ bé trong vòng tay của anh Mạnh Quỳnh thì mới được khán giả thích tới ngày hôm nay. Vòng tay em nhỏ bé anh ôm không hết. Ok, cái tốt của em hôm nay á là thứ nhất là cái giọng hát của em, anh nghe bắt đầu đã có một cái mức độ chín mùi rồi, rất là truyền cảm, rất là hay. Phong cách thì em lúc nào cũng đẹp rồi, cái đó mình không tính rồi. Nhưng mà có điều anh nghe nguyên một cái bài á thì anh có vẻ như là em đang say rượu, người ta sẽ mệt. Em cứ là tuổi có em anh yêu cuộc đời. Em làm vậy. Đôi môi hồng niềm né sân tay. Tuổi có em anh yêu cuộc đời. Nguyên một cái bài đều như vậy hết thì anh chỉ thấy em định coi lại cái vấn đề đó nha. Yeah. Ít thôi. Quỳnh cho Nhung hỏi nè, say rượu là sao? Tại vì cái cô đó cô quá là lả lướt thì em này nó cũng phải lả lướt thôi. Đâu, cái đó cái hình thức đó không phải là lả lướt. Cái này là có thể là cái điệu nhạc đó, nó làm cho không có bên sâu. Nghĩ là bạn này cố tình. Dạ. Cái này say á có nghĩa là say tình. Say tình đó. Dạ. Nhưng mà rõ ràng là không qua mắt được Mạnh Quỳnh, có nghĩa là em đã làm được cái mục đích. Dạ. Người ta đã hiểu em đang say. Đúng. Bạn này bạn muốn cái đó, chỉ còn là hay hay không hay là khán giả cảm nhận. Giờ Quỳnh thị phạm Nhung đi. Yeah. Từ đây có em anh yêu cuộc đời đi. Không, đứng lên, đứng lên. Cuộc đời yêu đôi môi hồng niềm nét son tươi, yêu đôi tay ngà làn má thơm tóc xanh buông lạ lời, nhớ em nhớ bao tuổi. Ấy có em anh chưa từng sầu, chưa đi âm thầm ngoài phố đêm thâu, chưa hoang mang lạnh ngoài bến vắng. Ơi em về đâu, trọn đời mình luôn nhớ. Ngày đi buồn không nói, chỉ một câu cho vơi nhớ.
lời mái lầu kia thiếu chăng. Cõi lòng anh thiếu em. Từ lúc vắng em anh hay tưởng buồn, hay lang thang ngoài đường nhỏ không tên, hay ghi câu nhạc tình héo hát với tâm tư sau đau kể từ ngày xa cách nhau. Đi buồn không nói, chỉ một câu cho vơi nhớ. Hay là chúa gió nên em nghẹn lời, mái lầu kia thiếu trăng, cõi lòng anh thiếu em. Từ lúc vắng em anh hay tưởng buồn, hay lang thang ngoài đường nhỏ không tên, hay ghi câu nhạc tình héo hát với tâm tư sâu đau kể từ ngày xa cách nhau. Từ sầu đau kể từ ngày xa cách nhau. Yeah. Tôi xin gọi đây là một tác phẩm dự thi. Thưa quý vị, chúng tôi tạo ra vòng thi dấu ấn này không mang hàm ý là một dấu ấn nào đó to lớn so với những thế hệ đàn anh đàn chị đi trước. Chúng tôi xem đây là một dấu ấn cá nhân riêng biệt của từng thí sinh. Bây giờ có hồi hộp không ạ? À? Dạ có chứ. Hồi nãy hát thấy có thỏa mãn với cái khả năng của mình chưa? Nè, lúc đầu thì có hơi hồi hộp trước 4 vị ban giám khảo. Bạn can đảm lựa chọn bài này, một nhạc phẩm sẽ trở thành bài hát chính trong album sắp phát hành của bạn. Và bạn đã can đảm lựa chọn để có thể chinh phục quý vị khán giả. Nhưng anh hy vọng là cô sẽ chinh phục được ban giám khảo của chương trình. Bây giờ hãy nghe bộ tứ giám khảo nhận xét nha. Cảm ơn anh. Vâng, xin mời ạ. Thứ nhất, nói về cái phong cách đẹp, lạ hơn là tập vừa rồi, chị rất là thích. Về thứ nhì, giọng hát em cũng rất là hay, lạ với của em luôn, làm cho chị cảm thấy là nó ngạc nhiên này là qua ngạc nhiên kia. Chị rất là chúc mừng em về cái phong cách em biểu diễn, em hát. Còn cái thứ ba, chắc là có thể em mở đầu chương trình em lo quá, em căng thẳng quá, khuôn mặt của em nó không có đi với cái bài hát, và nó không có đi với lại cái người bạn diễn của em. Em chỉ bị một cái đó thôi. Còn cái đạo cụ thì quá dễ thương, quá lãng mạn, nhưng mà khuôn mặt của em nó không có lãng mạn được cái này. Em chỉ một cái đó thôi. Cái này là do mình, tại vì mình chưa kịp xây dựng tình cảm hay sao mà để chị Phi Nhung nhận ra là chưa kết nối tốt mà. Dạ, thì em với chị Tuấn Anh chỉ mới ráp nhau 3 lần thôi. Cái người mà đóng phụ họa đang là vai chị. Ở ngoài đời cũng là bằng chị luôn. Dạ. Thì bằng chị luôn, nhưng mà tại vì nó đã hoàn hảo cho em rồi. Nhưng mà cái khuôn mặt của em nó không có đi đôi với cái bài hát. Chị nhìn vào đây là em là người diễn viên. Tại sao là em không có ẻo lả, rất là cứng, nó bị căng thẳng lắm. Trời ơi, nó ẻo vậy luôn, nó lả. Không, ẻo lả là, đó là cái phong cách
còn cái khẩu hình và cái khuôn mặt của em á, nó không có đi đôi với cái sự ẻo lả của em. Nghĩa là cái biểu cảm của em đó. Cái biểu cảm của em. Khi mà mình diễn với một người bạn diễn của mình không phân biệt tuổi tác. Thí dụ như em diễn với chị có thể đẩy đưa em, chị nghĩ chị sẽ bằng tuổi em thôi. Em sẽ làm rất là đẹp. Nhưng mà giờ chị là giám khảo nên chị không diễn với em được. Hẹn một ngày nào khác chị. Dạ, đó là một phần thiếu sót của em. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của chị Phi Nhung dành cho Huỳnh Gia Đạt rất là nhiều. Và tiếp theo thì anh Mạnh Quỳnh, người mà có lẽ chị Phi Nhung hay đẩy đưa nhất. Khi mà hồi mà chị diễn với anh Mạnh Quỳnh á, anh Mạnh Quỳnh cũng rất là cứng nha. Khi mà hai đứa trước bước lên sân khấu là thiếu điều chưa đánh lộn là may lắm rồi. Nhưng mà khi lên sân khấu là tất cả những cái gì chị là một người nhỏ bé trong vòng tay của anh Mạnh Quỳnh thì mới được khán giả thích tới ngày hôm nay. Vòng tay em nhỏ bé, anh ôm không hết. Ok, cái tốt của em hôm nay á, là thứ nhất là cái giọng hát của em. Anh nghe bắt đầu đã có một cái mức độ chín mùi rồi. Rất là truyền cảm, rất là hay. Phong cách thì em lúc nào cũng đẹp rồi, cái đó mình không tính rồi. Nhưng mà có điều anh nghe nguyên một cái bài á, thì anh có vẻ như là em đang say rượu. Người ta sẽ mệt. Em cứ là tuổi có em anh yêu cuộc đời. Em làm vậy. Đôi môi hồng niềm né sân tay. Tuổi có em anh yêu cuộc đời. Nguyên một cái bài đều như vậy hết. Thì anh chỉ thấy em định coi lại cái vấn đề đó nha. Ít thôi. Quỳnh cho Nhung hỏi rằng say rượu là sao, tại vì cái cô đó cô quá là lả lướt thì em này nó cũng phải lả lướt theo. Đâu, cái đó cái hình thức đó không phải là lả lướt, cái này là có thể là cái điệu nhạc đó, nó làm không cái Vinh nghĩ là bạn này cố tình. Cái này say á có nghĩa là say tình. Say tình đó. Nhưng mà rõ ràng là không qua mắt được Mạnh Quỳnh, có nghĩa là em đã làm được cái mục đích. Người ta đã hiểu em đang say. Đúng. Bạn này bạn muốn cái đó, chỉ còn là hay hay không hay là khán giả cảm nhận. Giờ Quỳnh thị phạm Nhung đi. Yeah. Từ đây có em anh yêu cuộc đời đi. Không, đứng okay, lên, đứng lên. Thuở ấy có em, anh yêu cuộc đời đã. Yêu đôi môi hồng niềm nẻ son tươi. Vậy thôi. Tốt lắm, rất là tốt. Em hát rất là hay. Nhưng mà có điều anh chỉ góp ý nhẹ như vậy thôi. Để mình sửa. Còn cái dấu ấn của em á, người ta sẽ nhớ tới em cái câu là cái câu cuối á. Thuở ấy có em, anh yêu cuộc đời. Em vừa làm lại cái chưa anh nghe cho nó coi. Thuở ấy có em, anh yêu cuộc đời. Đó. Ok. Dạ, thật ra là ban giám khảo ơi, cái này là có tính toán hết. Đúng. Tại vì rõ ràng á, Huỳnh Gia Đạt có nói với Hiếu một câu á là say men rượu ngày mai tỉnh lại. Say men tình mãi còn say. Cả cái việc thiết kế sân khấu này giống như là việc ảo ảnh nhìn thấy cô gái người mình yêu ở đâu đó. Cho nên là Huỳnh Gia Đạt muốn thể hiện cái phần say đó cho nó ra chất say nhất. Nhưng mà hy vọng là sẽ có khán giả thích mình. Và bây giờ đến anh Đan Trường, chuyên gia thả thính cấp độ cao. Ngày hôm nay anh nghe chị Phi Nhung nói là em làm diễn viên. So với vòng đầu hôm nay là em giống như là thoát ra cái bản năng của em. Đi vòng đầu đứng không? Dạng chân như vậy nè mà cứng đơ. Vòng này em làm khác hẳn. Em như lột xác rồi đó. Nhưng mà em dưỡng sức vẫn còn hơi yếu. Giống như em say tình mà say tình hơi nhát á. Với ca khúc Hoàng Phố Khí theo điệu cha blue này, các em thể hiện tinh thần rất là tốt. Nhưng mà em say tình thì phải hơi ngông nghênh chút xíu. Anh thì ngược lại với mọi người. Anh Quỳnh thì thích nhẹ nhàng hơn, anh thì làm hết sức luôn. Mãi tới phần sau khi cô gái đi rồi thì em mới giống như là của mình. Nhưng mà về tinh thần thì em làm tốt. Ngày hôm nay thì Quỳnh Gia Đạt đã trưởng thành nhiều hơn và làm cho khán giả sẽ nhớ tới mình. Anh rất thích em. Em cảm ơn. Cảm ơn em. Cảm ơn giám khảo Đan Trường. Còn bây giờ là một phần nhận xét mà em phải hết sức chú ý. Anh lúc nào cũng cười nhưng mà hết sức là khắt khe. Nhưng mà trước tiên thì anh Vinh ơi, rất nhiều khán giả trên fanpage của Solo cùng Bolero có hỏi về sân khấu của mình thiết kế năm nay quá đẹp và quá lạ. Thì anh hãy cho biết vì sao mình lựa chọn cái thiết kế sân khấu như thế này để cho khán giả được biết à. Nếu mà chúng ta chú ý sân khấu thì cái vòng nguyệt quế nó ôm trọn lấy sân khấu này. Nó biểu tượng cho sức mạnh, sự may mắn và đặc biệt là chiến thắng. Nhưng nên nhớ rằng chiến thắng, chính bản thân mình là chiến thắng lớn nhất trong cuộc đời. Nên anh hy vọng là cái sân khấu mùa năm này các bạn phải là chiến thắng chính bản thân của mình để bước đi vững mạnh trên con đường sắp tới. Khá thú vị là ba giám khảo đều nói được tất cả những điểm mạnh và cũng có một cái điểm yếu của em. Một cái thành công của một cái tiết mục biểu diễn xong là anh đã để lại dấu ấn cái gì đúng không? Có thể gây tranh cãi nhưng người ta phải nhớ. Thì Đạt có một cái sáng sân khấu, cái chất lượng nghệ sĩ là Đạt có. Cái thứ hai nữa là hôm nay anh làm chủ được sân khấu, trình diễn như một cái tiết mục em đang diễn trên sân khấu. Anh cảm giác không phải thi nữa, em ngập tâm vô đó. Đó là cái thành công của Gia Đạt ngày hôm nay. Dám chọn một cái hướng đi mạo hiểm. Thứ hai là các anh chị nói lột xác thì hơi quá nhưng mà đã lộn gần hết. Và có những vài cái anh chấm nhỏ nhỏ vô. Anh nghĩ đó là một thứ vị. Dù sao anh chúc mừng em có một tiết mục mà
đáng để xem. Dạ em cảm ơn anh chị nhiều ạ. Vâng, chúc mừng Huỳnh Gia Đạt. Và lúc này chúng ta sẽ cùng chờ xem là với 4 chiếc ghế quyền lực ở trên kia thì có bao nhiêu phiếu dành cho bạn để khẳng định bạn đã tạo nên dấu ấn cá nhân trong solo của Bolero ở vòng này. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh, anh chia sẻ một chút xíu về những ca sĩ đã trình bày thành công ca khúc này. Ở cái tác phẩm Thuở Ấy Có Em của anh nhạc sĩ Huỳnh Oanh á, có rất nhiều người đã hát bài này, nhưng theo tôi một trong những người đã để dấu ấn, người đầu tiên là người đàn anh, đó là anh Thái Châu. Tiếp đó gần đây có thể kể đến là anh Quang Dũng. Còn bây giờ thì chúng ta xem bạn có một cái dấu ấn gì không. Chúng ta cùng đến với phần bình chọn từ phía hội đồng giám khảo. Đầu tiên anh Mạnh Quỳnh đồng ý. Đồng ý. Anh Đan Trường, anh có đồng ý không? Anh đồng ý. Cảm ơn anh. Hai sự đồng ý từ hai giám khảo Mạnh Quỳnh và Đan Trường, nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Cho anh đòi hỏi thêm, anh chưa đồng ý. Trở lại với chị Phi Dung. Cũng rất là khó, nhưng mà bỏ cho em một phiếu. Xin chúc mừng Gia Đạt. Với ba sự đồng ý của ba vị giám khảo Mạnh Quỳnh, Phi Nhung và Đan Trường, xin chúc mừng bạn đã để lại dấu ấn cá nhân tại solo của Bolero. Chúng ta dành một tràng vỗ tay cho Huỳnh Gia Đạt thưa quý vị. Để xem thí sinh tiếp theo là ai, chúng ta cùng chờ xem nhé. Ôi tú trì của anh, hôm nay em làm cô dâu à? Anh thấy làm cô dâu có xinh không? Ôi xinh đấy. Quá là bất ngờ khi mà em lựa chọn trang phục này. Và chắc chắn là khán giả đang mong chờ ca khúc mà em thực hiện để ghi dấu ấn của mình khi đã yêu. Tại sao lại chọn ca khúc này? Thật ra thì như mọi người cũng đã thấy đó, vòng thi này cực kỳ căng thẳng. Gia đình em nè, kể cả bạn bè và kể cả người yêu em nữa, vắt óc suy nghĩ ra rất là nhiều để chọn cho em một bài hát thích hợp nhất. Em nhìn mọi người thương em như vậy á, trong lòng em bất chợt suy nghĩ đến bài hát Khi Đã Yêu. Và em quyết định chọn bài hát Khi Đã Yêu này. Em muốn gửi lời cảm ơn đến khán giả đã ủng hộ em trong suốt chặng đường solo cùng Bolero. Anh biết câu chuyện của em đấy nha. Và tin chắc rằng là nhiều khán giả cũng biết câu chuyện của em. Cả nghĩa đen là nghĩa bóng. Có vẻ như em đang rất hạnh phúc về sự lựa chọn của mình. Thật ra người ta nói á, đời người con gái hạnh phúc nhất là tuổi thanh xuân. Và em cảm thấy em rất là may mắn khi có một thanh xuân hạnh phúc như vậy. Sẽ gìn giữ cái hạnh phúc này để kéo dài mãi thanh xuân của em. Chúc em thực hiện điều đó. Nhưng đầu tiên hãy vượt qua thử thách của vòng này. Đó chính là khẳng định dấu ấn cá nhân của mình. Tin rằng chính câu chuyện của em, chính cảm xúc mà em đang có sẽ chinh phục được bộ tứ giám khảo và quý vị khán giả. Chúc em thành công. Em cảm ơn anh. Mời em lên sân khấu. Giờ nhà trai sắp tới rồi, sao con còn ở đây? Dạ, con sắp xong rồi mẹ. Mẹ sao vậy? Sắp xa con gái nên mẹ buồn hả? Không, mẹ vui chứ. Nhưng giả như chồng con... Mẹ, chồng con là con trai mà. Chỉ là anh ấy sinh nhầm trong cơ thể của nữ giới thôi. Nhưng liệu rồi con có hạnh phúc không khi lời ra tiếng vào? Mẹ... Mẹ cũng biết rồi đó, con từ nhỏ đã ước mơ trở thành một ca sĩ bolero chuyên nghiệp. Nhưng chưa bao giờ con có đủ can đảm để thực hiện điều đó. Cho đến khi con gặp anh ấy, anh ấy là người đã cho con động lực, cho con niềm tin, là người luôn kề vai sát cánh bên con. Tuy anh ấy có điểm khuyết về giới tính, nhưng mà đối với con, anh ấy là người đàn ông của đời con, là người con cần. Mẹ, mẹ hiểu cho tụi con nha mẹ. Mẹ hiểu cho con thì được rồi. Rồi bà con lối xóm, rồi bạn bè, rồi khán giả của riêng con nữa, họ có đón nhận cuộc tình này của tụi con không? Mẹ à, khi khán giả họ yêu quý con tin là họ sẽ tôn trọng quyết định, sự lựa chọn của con. Mẹ tin con. Mẹ tin chồng con nha mẹ. Thôi được rồi con gái, mẹ thấy con đủ trưởng thành rồi đó. Con cảm ơn mẹ. Mẹ mong chúc con sống tốt và sống hạnh phúc với con đường mà con lựa chọn. Phải thật hạnh phúc đó biết chưa?
Con cảm ơn mẹ. Sân khấu lúc này hẳn quý vị đã thấy ngập tràn cảm xúc. Câu chuyện giữa mẹ và con gái khi chia sẻ về tình cảm quan trọng nhất trong cuộc đời của mình, đúng là dũng cảm. Và nếu ai đã từng theo dõi Tú Tri cũng như theo dõi những cập nhật mà Tú Tri chia sẻ trên trang Facebook cá nhân thì cũng phần nào đã hiểu được câu chuyện mà Tú Tri muốn nói. Và riêng anh thì anh cảm thấy em rất là bản lĩnh để có thể mang câu chuyện thật của mình mang lại dấu ấn cho khán giả, không chỉ riêng bằng âm nhạc mà còn phải là cảm xúc. Anh nghĩ đây là một sự lựa chọn mạo hiểm, cả nghĩa đen là nghĩa bóng. Chắc là phải mời một gương mặt mà có lẽ dành nhiều cái cảm tình và nhiều cái gật đầu nhất nãy giờ dành cho em.
ca sĩ Đan Trường. Với tiết mục này anh mới biết được cái câu chuyện về em. Xã hội hiện tại ngày nay nó cũng không còn là xa lạ nữa. Nhưng mà anh chỉ hơi tiếc là với một cái niềm hạnh phúc thật sự của em như vậy thì đáng lẽ em sẽ thể hiện tốt hơn bài hát này. Nhưng có lẽ em chỉ mới 19 tuổi thôi. Em chưa có một cái kinh nghiệm khi đứng sân khấu thế nào nên anh thông cảm được cái sự đè nén đó của em. Sau sân khấu có lẽ em ổn định lại tinh thần thì em làm tốt hơn. Bài hát này nó thật sự chưa tạo được cái dấu ấn cho anh. Nhưng mà cái câu chuyện của em thật sự đã tạo được dấu ấn cho anh. Anh xin chúc mừng Tu Trì. Bây giờ tiếp theo, mình mời tiếp một vị giám khảo nam nữa đi. Để xem là cái nụ cười của em mới tiếp tục chinh phục vị giám khảo nam này hay không. Khi ảnh chỉ biết một mình chị Phi Nhung thôi. Anh Mạnh Quỳnh. Xin mời anh. Anh đánh giá cao cái giọng hát của em từ ngay ban đầu. Em có rất là nhiều yếu tố để thành công trong cái con đường ca hát của em. Phần đầu thì có thể căng thẳng hoặc là em bị cảm xúc nhiều quá cho nên em hát không có được tốt trong cái phần đầu. Nhưng mà bắt đầu sau gian tấu, sau solo thì em làm rất là tốt. Điệp khúc anh rưỡng thích chỉ có một cái gì lạ. Chúc mừng em, cái phần trình diễn của em đã thành công. Anh cũng xin chúc mừng cho em cuộc sống ngoài đời của em. Anh hy vọng rằng em sẽ tiến xa hơn nữa và khán thính giả ủng hộ em và tất cả những người đều đồng cảm với em trong cái tương lai và hạnh phúc của em. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Nãy giờ thì rõ ràng là với hai vị giám khảo nam vì khác giới tính thật sự với em cho nên là hai ảnh có nhiều cái cảm thương và nhiều cái cảm mến dành cho em cũng như có quyết định của cuộc đời em. Nhưng bây giờ hãy hỏi một người cũng là một người phụ nữ. Thưa chị Phi Nhung, cho chị hỏi là thật ngoài đời của em là như vậy à? Dạ, ở ngoài đời bây giờ em rất là hạnh phúc. Vừa có chồng thương nè, rồi có mẹ chồng thương nữa, cả dòng họ đi xem em hát á, đi thi từng vòng luôn. Em thật sự rất là hạnh phúc và hài lòng những gì mà em đang có. Hai anh đã khen em hết rồi. Thì thực sự ra là thoại đầu tiên em với một người mẹ, cái thoại và cái cách nói chuyện của mẹ và em rất là tự nhiên, làm cho chị chảy nước mắt. Ấn tượng của chị về cái điều đó. Và em nói em hạnh phúc. Khi đó yêu thì mơ mộng nhiều. Em phải vui, em phải dễ thương. Chứ em đừng có đè nén. Đang có hạnh phúc nhưng mà em làm chưa tròn được một cái điều đó. Và cái tiếng hát nó còn lạc lõng cho nó chưa có chính xác được cái nốt nhạc. Đối với chị là như vậy. Nhưng mà chị thật sự khâm phục em. Chị rất là chúc mừng em. Em cảm ơn. Thực ra thì bản thân mình Quỳnh là mình là ca sĩ. Bản thân Quỳnh cũng vậy. Khi mà mình hát một bài nào nói về tâm trạng mà đúng với tâm lý của mình, cái cuộc sống của mình á, mình cũng rất là khó hát. Cho nên mình hiểu tâm trạng của em, cho nên Nhung nên thông cảm bé Tu Trì là nó đang rất là xúc động, mình rất là khó thở, đúng không em? Không phải tuyệt đối giọng hát của em, nhưng mà đối với anh vậy là ok. Sau phần solo là em diễn tốt, em hát tốt lại rồi. Đó là quan điểm của hai vị giám khảo. Em nhớ với lần sau team có rung rinh thì đóng đinh cố định đó lại nha. Bây giờ là một trong những vị giám khảo có lẽ sẽ khắt khe hơn về phần dàn dựng cũng như là có cái nhìn kỹ em hơn từ vòng casting đến bây giờ. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Anh rất là ấn tượng với cái tuổi 19, tuổi đẹp như vậy mà em có một cái quyết định rất là bản lĩnh. Và anh mong rằng cái quyết định đó sẽ làm cho thăng hoa hơn cả cái gia đình và sự nghiệp của em đang chọn. Cái câu chuyện này sau khi người ta nghe xong, người ta đều muốn thấy em thăng hoa trong cái tình yêu. Có những cái mình không làm chủ được. Rõ ràng là cái tâm lý và mọi thứ ở xung quanh nó có ảnh hưởng. Hôm nay cái dấu ấn của em làm được cái gì? Đó là cái kết diễn cảm cái câu chuyện của mình, cho người ta tin và người ta thấy hạnh phúc với em. Đó là cái thành công. Thứ hai là cái tuổi trẻ như em mà hát được như vậy, dũng cảm như vậy, bản lĩnh như vậy. Đó là cái điều thứ hai. Điều thứ ba, anh hy vọng rằng cái niềm hạnh phúc trên gương mặt em sẽ được dài mãi mãi. Và anh hy vọng chồng của em cũng giúp sức cho em. Anh nghĩ là ít nhiều em đã tạo dấu ấn với anh. Em cảm ơn. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Bây giờ hãy hướng mắt về màn hình để xem mình có ghi được dấu ấn cá nhân tại solo cùng Bolero mùa này hay không. Mời Tu Trì. Khi đã yêu á, đây là một nhạc phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Thì cái người đầu tiên cũng là người học trò rất là được nhạc sĩ Văn Đông cưng á, đó là ca sĩ Giao Linh. Đó là người đầu tiên được ông thầy của mình giao và hoàn thành xuất sắc. Giây phút hồi hộp đã đến. Giám khảo Mạnh Quỳnh. Anh đồng ý. Một sự đồng ý đầu tiên. Giám khảo Phi Nhung. Về tiếng hát, giọng ca, tôi cũng đã hát bài này. Quyết định của chị là? Không. Rất tiếc, chúng ta không nhận được sự đồng ý từ giám khảo Phi Nhung. Hy vọng còn lại đặt lên vai hai vị giám khảo nam. Xin mời giám khảo Đan Trường. Anh đồng ý. Chúc mừng Tu Trì với hai sự đồng ý. Bây giờ chỉ còn lại duy nhất nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Anh đồng ý. Xin chúc mừng với ba sự đồng ý. Ghi nhận dấu ấn riêng của Tu Trì tại solo cùng Bolero. Chúc mừng Tu Trì.
Chúc mừng em và hy vọng em sẽ cố gắng trong các vòng sau. Tuy nhiên sẽ được nhắc lại, sự ghi nhận về dấu ấn cá nhân trong vòng thi này chỉ là một niềm khích lệ để các bạn luôn luôn sáng tạo, không ngừng học hỏi và cố gắng hoàn thiện mình thôi. Còn điểm số sẽ còn phụ thuộc vào phần thi tài năng. Thì chúng ta hãy cùng chờ xem kết quả như thế nào. Còn bây giờ hãy gặp gỡ thí sinh tiếp theo cùng Phương Hiếu. Xin chào anh Nguyễn Văn Minh, cảm giác của anh đứng đây như thế nào? Đến giờ tôi vẫn cảm thấy hồi hộp, nhưng mà tôi rất may mắn. Tôi hứa nghĩ đến với vòng này rồi thì phải có bản lĩnh và đặc biệt phải có năng lực, không có gì phải hồi hộp cả. Thử thách lần này, anh chọn cho mình nhạc phẩm Trong Tầm Mắt Đời, một sáng tác của nhạc sĩ Tú Nhi. Hãy cho biết lý do vì sao. Tôi có một khảo sát một số khách hàng hàng ngày đến với tôi cắt tóc. Wow. Họ ủng hộ và khuyến khích tôi chọn bài hát này. Khá là thú vị đấy. Bao nhiêu người khách của anh yêu cầu anh lại đưa ra quyết định này? Trong 10 người thì tôi ước lượng khoảng cỡ 7 người. 7 người. Đây là một ca khúc rất nổi tiếng, nhiều khán giả rất quen thuộc. Anh phải cẩn thận. Ngoài việc lựa chọn ca khúc này theo số đông những khách hàng đến cắt tóc, anh có cách làm mới gì để chinh phục và tạo dấu ấn riêng của mình hay không? Bài hát Trong Tầm Mắt Đời thì rất là nhiều danh ca đã thể hiện quá thành công, cho nên tôi chọn ca khúc này và tôi có thay về phần nền nhạc thể loại hơi sang một tí. Hơi sang. Theo tôi thì là hơi sang. Và một chàng thợ cắt tóc, để xem anh sẽ làm như thế nào để chinh phục quý vị khán giả. Nhưng Phương Hiếu tin anh sẽ thành công. Chúc anh thành công nhé. Xin mời anh lên sân khấu. Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa, bản thân ngoảnh ngơ như người xa lạ, người mình bao năm chân gối bây giờ còn dối gian nhau, mấy ai trong đời hiểu thấu. Tiền khổ cháy túi có ai hiểu ta. Nhiều khi bỏ đi như kẻ không nhà, đọa đây trong cơn men đắng. Ôi đời còn lầm phong ba, biết bao ước vọng trôi qua. Còn nhớ năm xa rồi, đời vui tuổi đỏ rong chơi, chưa yêu đương chưa lần thương nhớ một người. Bây giờ tình đến với tôi như mây hừng hờ mây trôi. Từ khi biết nhớ biết thương rồi yêu, là khi biết đau biết khổ trăm chiều. Người đời điều hòa gian dối, ưa thèm phù phiếm xa xôi, có chăng chỉ là mơ thôi. Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa, bản thân ngoảnh ngơ như người xa lạ, người mình bao năm chăn gối bây giờ còn dối gian nhau, mấy ai trong đời hiểu thấu. Tiền khổ cháy túi có ai hiểu ta. Nhiều khi bỏ đi như kẻ không nhà, đọa đây trong cơn men đắng. Ôi đời còn lầm phong ba,
biết bao ước vọng trôi qua. Còn nhớ bao năm xa rồi, đời vui tuổi đỏ dòng chơi, chưa yêu đương chưa lần thương nhớ một người. Bây giờ tình đến với tôi như mây hững hờ mây trôi. Từ khi biết nhớ biết thương rồi yêu, là khi biết đau biết khổ trăm chiều. Người đời điều hòa gian dối, ưa thèm phù phiếm xa xôi, có chăng chỉ là mơ thôi. Người đời điều hòa gian dối, ưa thèm phù phiếm xa xôi, có chăng chỉ là mơ thôi. Quá là tuyệt vời. Hôm nay quá là khác phải không anh? Nhìn không ra. Vào solo cùng Bolero thì các thí sinh chúng ta thay đổi dần lên và hôm nay quá là chuyên nghiệp như một quý ông. Hiếu muốn được chia sẻ ngay đến cho quý vị khán giả của buổi tư giám khảo. Đây là bài hát anh Nguyễn Văn Minh đã tự làm nhạc. Bài hát này là bài hát được lượt bình chọn nhiều nhất từ chính những người khách hớt tóc của anh. Với bài hát này, không biết là có tạo dấu ấn hay không thì chúng ta cùng xem phần nhận xét từ phía bộ tứ quyền lực. Dạ xin mời ạ. Có lời khen cho bạn Văn Minh ngày hôm nay. Không hiểu vì sao bạn có ngoại hình cũng tương đối tốt mà là vòng đầu lại đổi cái nón vào. Cơn mưa nào không dứt, buồn riêng ai chẳng phải. Bây giờ cái nón là nhớ người ta, cứ nhớ cái nón. À, đó là dấu ấn cái nón. Dấu ấn đầu tiên đó. Nhìn bạn khác hẳn, rất là sáng sủa. Đan Trường có lời khen với bài phối này theo phong cách cổ điển rất là hay. Chỉ hơi tiếc là cách xử lý của bạn hơi bị cũ, theo kiểu kinh điển từ trước tới giờ rồi, cũng hơi khó cho bạn. Cái giọng hát của bạn đã đóng khung như vậy rồi, bạn khó xử lý theo một cái âm sắc khác lắm. Nhưng bù lại bạn hát có cảm xúc, cái này gọi là nhạc làm mới bạn, chứ bạn chưa làm mới được ca khúc này. Xin chúc mừng bạn. Cảm ơn anh Đan Trường. Và cái này chiến lược hẳn hoi đó anh, tại vì anh hát cái cách hát này mà anh đã chinh phục được những khách hàng đến hớt tóc đó, khách hàng rất thích. Bây giờ là những ý kiến của giám khảo tiếp theo. Anh Mạnh Quỳnh thì sao ạ? Mạnh Quỳnh thì trung thành với cái cách hát của em. Mình đã làm đúng cái cách hát của cái nguyên bản cũ thì Mạnh Quỳnh rất là trung thành vấn đề đó. Tuy nhiên mà nếu mà để mà có cái dấu ấn thì Mạnh Quỳnh cũng chưa thấy có dấu ấn gì đâu. Em nên tạo cho mình một cái gì đó nó mới riêng chút xíu, sao văn tấu có thể em đổi qua đánh kiểu slow sộp, nó sốc sốc lên chút cho nó sẽ hay hơn. Nhưng mà đối với anh thì bản thân anh thì em hát cái cách hát như vậy là rất là hay rồi, nhưng mà mình góp ý thêm. Bữa nay em hát giọng hát tốt và cái phong cách em bắt đầu chững chạc hơn thì nói chung là em đã thành công rồi. Thế, dạ, chúc mừng em. Cảm ơn. Bây giờ lúc mà chúng ta lắng nghe một vị khán giả nữ khó tính hết tóc trong salon và đặc biệt là rất là nhiều người chăm sóc thì không biết sẽ có cảm xúc như thế nào. Xin mời chị Phi Nhung. Chị thích cái lối để tóc của em tập trước hơn, một cái tạo cái dấu ấn cho chị. Đôi nón ba rê cái đó đó, nó làm cho chị có một cái thiện cảm và nó lạ cho em. Còn bây giờ với chị thì em chưa có một cái dấu ấn nào trong lòng của chị hết. Khi mà bước ra sân khấu để hốt hồn khán giả, em chưa có là cái thứ nhất. Cái thứ gì, vì bài hát này nó là kinh điển. Khi mà em xuống câu, cái này em đi xuông được, coi như là nhạc đi một nơi mà em đi một nẻo đó, nó không có làm cho người ta có một cái gì gọi là hồi hộp. Coi xuống một câu coi thử sao hả? Em đi một không có một cái gì tạo cái dấu ấn. Dạ. Hãy tự tin là mình còn có nhiều thời gian để mình thay đổi nếu mình vẫn tiếp tục yêu mến dòng nhạc này anh nhé. Bây giờ xin mời nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Với Vinh thì anh hát tròn bài, có cảm xúc. Nhưng cái câu là từ khi biết nhớ biết thương rồi yêu á, anh có thay đổi hát. Nhưng mà chị Nhung đã phát hiện ra đó, làm mới cái câu đó nhưng mà rõ ràng người ta không vỗ tay để anh hát luôn đó. Không có thời gian để mà cho người ta nhớ nữa, là nó đi qua luôn. Làm mới nhưng mà cái đó có gây cho người ta cái sự chú ý hay là thèm muốn nghe không? Đó nên chúng ta phải chú ý cái đó. Cái cách diễn của anh hơi bị gò. Thật ra hôm nay cái bộ vest này nó làm cho anh trở nên sang hơn một chút, nhưng có cảm giác nó hơi xa lạ với anh. Nó phải có thời gian đúng không? Không ai có thể nhảy cóc lên được. Nhạc sĩ Tú Nhi á, Tú có nghĩa là đẹp, Nhi là trẻ. Chính nhạc sĩ cũng mơ ước âm nhạc của mình là luôn luôn đẹp và tươi trẻ. Và bạn á, chọn cái cách phối trẻ này là đúng đó. Đúng là chọn cách phối mới. Nhưng mà trong cách diễn tả
cách lột tả bài hát thì bạn vẫn là ôm cái cũ, bạn vẫn lầm lũi đi, bạn vẫn hát cái kiểu đó, nên kết hợp với diễn cho nó khúc sau chẳng hạn như các anh chị đã nói. Nhưng dù sao cũng rất là cảm ơn anh, một cái bài hát tôi nghe tôi có cái lắng lòng lại, nhưng mà đúng là dấu ấn thì còn phải thêm thời gian. Chúng ta sẽ chờ đợi xem dấu ấn cá nhân của thí sinh Nguyễn Văn Minh trong solo của Bolero có được ghi nhận hay không. Cái bài hát này á là của nhạc sĩ Tú Nhi, cũng là cái người hát thành công nhất theo tôi thế hệ sau này một chút á, để lại dấu ấn mà cũng có nhiều người nhắc tới á, anh Ngọc Sơn. Với những gì bạn đang diễn ra thì chúng ta chờ xem là bạn có làm dấu ấn đó tốt không. Xin mời giám khảo Mạnh Quỳnh, anh có đồng ý không? Mình xin lỗi Minh là chắc mình không đồng ý được. Giám khảo Mạnh Quỳnh không đồng ý. Cảm ơn. Giám khảo Phi Nhung. Lời thật mất lòng, Phi Nhung không đồng ý. Cảm ơn. Nửa hàng ghế giám khảo đã không đồng ý. Dấu ấn riêng của mình tại solo cùng Bolero vẫn chưa được giám khảo ghi nhận. Nhưng tôi vẫn muốn biết hai chiếc ghế còn lại, anh Đan Trường như thế nào ạ? Đan Trường thật sự thì chưa có đồng ý bài hát này. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Thật ra dấu ấn không thể một sớm một chiều được. Và đương nhiên với những gì em thể hiện như vậy, như những gì phân tích thì chắc chắn anh cũng sẽ không đồng ý. Rất tiếc là anh không được ghi nhận dấu ấn riêng biệt của mình tại vòng này. Nhưng không sao, hy vọng là phần tài năng mình sẽ gỡ gạc lại phần nào nhanh nha. Một tràng vỗ tay cho Nguyễn Văn Minh thưa quý vị. Xin chào Như Ý, em cảm thấy như thế nào? Không gian này khá là căng thẳng đó anh. Ai vào đây cũng nói không gian này căng thẳng, mà có gì đâu. Vòng này thì anh được biết em lựa chọn ca khúc Dấu Chân Kỷ Niệm. Có lẽ riêng bản thân anh và quý vị khán giả yêu mến dòng nhạc Bolero không xa lạ nhạc phẩm này. Lý do tại sao em lại chọn? Đối với em, ca khúc này thể hiện thành công nhất là chị Phi Nhung. Thực chất một lý do rất là lớn, đó là em rất là thích chị Phi Nhung. Wow. Nói như vậy để định giám khảo à? Em nói bằng cái tấm lòng chân thật nhất của một người fan hâm mộ. Mọi người có thể nghĩ đó là điều nịnh nọt cũng được, nhưng mà thực chất em rất là thích chị. Bản thân anh cũng vậy. Quan trọng ở vòng này em nên nhớ là việc mình phải tạo ra dấu ấn cá nhân tại vòng thi này không phải điều dễ dàng. Em sẽ làm gì cho nó khác biệt? Ca khúc này là một ca khúc gắn liền với tuổi thơ của em. Em sẽ làm nó với sự không khác biệt. Wow, em khá là mạo hiểm đấy. Và ước mơ tham vọng cũng lớn đấy. Tuy nhiên thì không gì là không thể, đúng không? Với những gì mà Như Ý đã thể hiện, hãy cố gắng để làm điều đó trọn vẹn nhất có thể nha. Bây giờ hãy bình tĩnh, tự tin và tiến lên sân khấu. Chưa
theo ngàn cơn gió oan than khóc xuyên ban đầu. Này là vườn kỷ niệm ngày ta mới quên, đây công viên chiều xưa theo mối tình. Này không em vườn hoang buồn sơ sát nghĩa trang lạnh người fan của chị Phi Nhung hát lại ca khúc mà chị Phi Nhung đã từng hát thành công. Và đầu tiên tôi muốn mời luôn, đó chính là anh Mạnh Quỳnh. Xin mời anh. Cái giọng hát của em hát luyến rất là hay. Ít có ca sĩ nào hát cái luyến được cái kiểu như vậy mà anh biết em nghe từ đâu. Tuy nhiên có những nốt thấp, nếu cái bài này nếu là anh thì anh sẽ lên cho em nửa tông nữa. Những cái này nó thấp với em quá, từ khi em xuống thấp á, nhất là em hát live như vậy nào, thì em khi xuống thấp á, nó sẽ làm cho cái giọng bị tù đi và nó mờ đi, nó không có sáng. Thì nói chung là em lên cao chút xíu nữa thì cái giọng em sẽ rất là hay. Chúc mừng em. Dạ, anh xin cảm ơn. Em bị những cái lỗi sau đây mà đáng lẽ không nên có. Thứ nhất là em ra hơi trễ, em bị mất câu đầu tiên, nên là cái phần đó em bị cuốn rồi. Các em hát theo kiểu vội vã, nó không có trọn vẹn lắm. Khả năng của em làm tốt hơn nhiều hơn nữa. Thứ hai nữa, em có thể cân đo giọng hát của mình với nhạc, giống như anh Mạnh Quỳnh nói. Thứ ba nữa là tâm lý phải thật là ổn định. Em phải xem đây là sân khấu của em luôn, thì em có thể thăng hoa được lên sân khấu và biểu diễn hết mình hơn. Anh hy vọng là nếu em được vào vòng sau, em phải thật là tự tin hơn nữa, vì khả năng em có thể làm tốt hơn nữa nha. Dạ, em xin cảm ơn. Chúc mừng em. Rõ ràng là nhận xét không hổ danh là ca sĩ gạo cội của làng nhạc Việt. Bây giờ sẽ là lúc mà em được lắng nghe thần tượng của mình nhận xét về phần trình diễn vừa rồi. Xin mời chị Phi Nhung. Ở đây chắc cũng là chưa có ai biết cái bí mật của Phi Nhung. Tại sao có cái tên ngày Phi Nhung ngày hôm nay? Phi Nhung đầu tiên bước lên sân khấu, Phi Nhung hát cái bài Dấu Chân Kỷ Niệm cho nữ ca sĩ Trizy Phương Trinh nghe. Và từ đó tới giờ có cái tên Phi Nhung ngày hôm nay. Chị đồng ý với lại anh Đan Trường, những cái câu cuối em bị đuối, nhưng mà thật sự tiếng hát của em ngọt lắm, rất là đẹp. Cái điều may mắn nhất của một người nghệ sĩ khi bước ra sân khấu là đã thu hút khán giả. Em có cái điều đó. Chúc mừng em. Dạ, em xin cảm ơn chị Phương Trinh.
mấy cái câu chót nó bị đuối. Em bị thất bại chỗ đó thôi. Nhưng mà ca sĩ nào cũng có thất bại và cũng có thành công. Nhiều lúc chị cũng giống như em vậy. Chưa gì hết, tự nhiên trống vô cái chị mất hồn, cái chị hát lên, cái chị bị giống như là em. Nên cái này có thể bỏ qua được cho em. Chúc mừng Như Ý nha. Bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ đến với phần nhận xét của nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh, cũng như nghe anh chia sẻ về những ca sĩ đã từng thể hiện thành công ca khúc vừa rồi. Xin mời anh. Chắc có lẽ là tôi sẽ nói cái phần chia sẻ ca sĩ trước, tại vì có Phi Nhung ở đây. Đây là cái bài hát của nhạc sĩ Thúc Đăng á, cái thế hệ gần nhất của chúng ta. Thế hệ đầu tiên mà thành công lại có cô Giao Linh. Và gần đây chúng ta không thể không nhắc đến Phi Nhung. Bài hát này. Và tôi nhớ có một cái câu mà người ta có nói là Phi Nhung tiếng hát gợi tình, giọng ca ôm trọn bóng hình quê hương. Wow. Quá tuyệt. Cảm ơn anh. Để nói tại sao là chúng tôi vinh dự mời chị ngồi vào đây, nó là cả một vấn đề. Như chúng ta phân tích về dòng nhạc này, ở trong đó nó có cái tình rất lớn. Tại vì cái này nó quá cảm xúc nên xin cảm ơn Phi Nhung và chúc mừng Phi Nhung đã có những tình cảm đặc biệt với khán giả. Chúc mừng chị. Em cảm ơn anh. Trở về với cái sân khấu này, chúng ta thấy từ đầu đến giờ cái sân khấu chúng ta thấy nó giống như những sợi tơ vậy. Ở những cái lúc mà thăng hoa con người ta thì nó biến thành những cái sợi tơ hồng bay lên để chúc phúc cho đám cưới, đúng không? Chúc cho tình yêu. Nhưng ở cái bài này thì nỗi buồn sơ sát, nó có cái câu là gió buồn xa xát. Anh rất là khen là em có một giọng ca rất là hợp với dòng nhạc này, đặc biệt là cái tình cảm của em dành với đó. Anh có đồng cảm được với em đã hòa với cái không khí xao xác đó. Cái vấn đề anh chỉ nhắc một cái điều, chú ý cái cột hơi của mình. Như anh vẫn nói, tâm lý và cái phong độ nó phải ổn định. Anh cũng ghi rất là lớn đây, chú ý phục trang. Nếu mà về truyền hình nó sẽ làm cho người ta mất cái cảm xúc một chút xíu khi nhìn cái quần mặc như vậy. Cái dáng nó đang rất là đẹp, mặc áo dài nó phải che hết cái em. Anh luôn đòi hỏi thí sinh của anh phải chỉnh chu. Là chúng ta bắt đầu bước vào con đường ca hát, nó thông qua cái bề ngoài nữa. Anh nghĩ chúng em phải chăm chút hơn cái đó. Nhưng dù sao anh cũng chúc mừng Như Ý ha. Dạ, anh xin cảm ơn đại diện. Vâng, cảm ơn anh. Bây giờ lời khen cũng đã có mà lời góp ý cũng không ít. Thế thì mình có tạo được dấu ấn riêng trong solo của Bolero mùa giải thứ 5 hay không? Mời Như Ý quay mặt ra phía sau. Chúng ta cùng đến ngay với vị giám khảo đầu tiên, giám khảo Mạnh Quỳnh. Anh có đồng ý không? Quỳnh đồng ý. Xin chúc mừng một sự đồng ý đầu tiên. Tiếp theo đến ngay với giám khảo Đan Trường. Anh có đồng ý không ạ? Anh đồng ý. Cảm ơn giám khảo Đan Trường, hai sự đồng ý. Chỉ cần một sự đồng ý nữa, bạn đã tạo được nét riêng và dấu ấn riêng của mình tại vòng thi này. Bây giờ xin mời nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Vinh nghĩ là Như Ý cần thêm chinh phục anh thêm nữa. Anh sẽ không đồng ý. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh không đồng ý. Thì Phi Nhung thân mến, em nghĩ lúc này chị phải suy nghĩ thật kỹ. Phải để ý những cái gì mà mình nãy giờ tất cả giám khảo đều góp ý cho em. Đó là góp ý thật. Và chị Nhung mong muốn rằng tập tới em sẽ hay hơn tập này. Tôi đồng ý. Xin chúc mừng Như Ý. Chúc mừng Như Ý một lần nữa. Thưa quý vị, quá là căng thẳng hồi hộp với phần ghi nhận dấu ấn riêng của thí sinh tại solo cùng Bolero mùa giải thứ 5. Nhưng hy vọng chúng ta cùng khẳng định các bạn thí sinh của chương trình đã nỗ lực như thế nào. Và ai sẽ là thí sinh dự thi tiếp theo, mời quý vị cùng gặp gỡ nha.